nhân dịp công tác tại các tỉnh phía Nam, đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng VNPT Kiên Giang đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. Tại đây, đoàn dân hương đặt vòng hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Đặc biệt, nơi đây còn có 39 liệt sĩ ngành bưu điện đường dây T-70 đã anh dũng hy sinh vào năm 1971 khi thực hiện nhiệm vụ tại Kênh Sáng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đây còn là việc làm thường xuyên hàng năm của VNPT nhân dịp lễ Tết, thể hiện lòng tri ân đến những người con ưu tú của đất nước, những cán bộ công tác trong ngành bưu điện hy sinh trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, đúng như tinh thần 10 chữ vàng VNPT: trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình.